Chuyện, thanh kính thưa quý vị và các bạn từ thời phong kiến trong xã hội đã tồn tại quan niệm kiểu một người làm quan cả họ được nhờ rồi đến xã hội hiện đại chúng ta hiện nay lối suy nghĩ ấy vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của không ít người Chính vì thế mà những người được cho là hợp thời khôn ngoan trước khi làm điều gì bao giờ cũng hỏi. Có người quen ở đó không? Lối suy nghĩ nhờ giả này đã đưa đến nhiều hậu quả không hay khi cậy người quen có chức tước xin cho con cái mình. Phản ánh vấn đề trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh về việc làm của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Hữu Phúc trong vai ông Tám, Kim Cương trong vai Nhung, con gái ông Tám, hồ trải trong dây ông quân duy hằng trong dây bà hai tường duy đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn nhung đang ở trong nhà thì thấy ông tám thất thểu đi vô nhung vội vã đi ra đón ba sao ba về á mà không điện thoại con ra rước đi bộ chi mệt vậy ba bộ ba không khỏe trong người hả ba ôi xuống xe đò đầu sớm lộ vô đây một chút có bao xa tại tâm trạng ba không có tốt quá con mà ba đi đâu đột ngột vậy ba không có nói với con tiếng nào hết trơn á làm con lo quá trời luôn á ba đi lên chú quân ba lên chú quân chi vậy ba bộ chú quân á có chuyện gì sao mà ba đi gấp vậy ba đi vì chuyện của con chứ chuyện của ai ủa chuyện của con là chuyện gì thì không phải con mới tốt nghiệp ra trường hay sao Ba đã nói trước rồi, nhưng giờ lên tận nhà luôn á, mà người ta cũng không thèm nhìn người quen nữa con ơi. Thiệt đời nó tệ quá, mình người nhà quê nên ta không thèm dòm ngó gì hết trơn á. Ba, sao ba nói vậy? Chú Quân đâu phải loại người đó đâu ba, chú cũng thường về thăm ông chú. Con thấy uh, chú Quân tốt lắm đó ba. Thì ba cũng tưởng như con vậy đó. Nên ba đi một chuyến mất công mà còn mất lòng nữa con à. Thiệt chứ, con không biết nói bàn sao luôn á. Con đã nói là chuyện kiếm việc làm, tự con có kế hoạch rồi. Ba lên chú quân chi vậy không biết nữa. Con thì biết cái gì. Bộ bây giờ xin việc dễ lắm hay sao? Phải có tiền, bạc, rồi quen biết nữa. Mà mình cũng quen biết rồi, nhưng mà có ăn thua gì đâu. Nếu ai cũng nhờ quen biết mà xin được việc á, Chắc cái cơ quan đó cũng bỏ luôn chứ làm gì nữa ba. Bỏ là bỏ làm sao? Thì toàn những người không có tài cán gì hết á, mới nhờ quan hệ này kia cho người giỏi á thì tự người ta tìm việc hết rồi. Ý còn nói uh, con là người giỏi đó hả? Thì con tốt nghiệp loại giỏi chứ gì nữa. Vậy mà ba còn lo con không có việc làm, đi xin việc cho con nữa chứ. Thiệt tình á. Con học giỏi á thì xin vô nhà nước được hay sao? Xin vô được ba mới phục con ra Sao lại phải xin vô nhà nước chi vậy ba? Thì phải vô được biên chế, lãnh lương nhà nước mới ổn định, an nhàn Còn được làm ông này bà kia. Chứ mà con chui vô mấy cái công ty tư nhân, á nay mai phá sản á thì tôi đời theo à. Ba ơi, con làm việc phù hợp với ngành nghề học của con. Lương cao, vị trí xứng đáng với năng lực á là được rồi ba còn gì mình phải vô nhà nước bởi vậy trứng mà đòi khôn hơn dịch không hả à. nghe ba đi con không có làm công ty nào hết trơn á để ba xin vô cơ quan nhà nước làm cho nó ổn định ba xin ai nữa chú quân á từ chối ba rồi đúng không thì còn người khác bộ cái dòng họ này á chỉ mình nó làm lớn sao mà không hách ba với nó anh em chú bác ruột sát bên mà cũng bày đặt xa lạ Ba làm khó chú Quân Nên chú Quân từ chối là phải rồi Bộ con học ngành gì á Ba không nhớ hay sao Không có ăn thua gì hết á Muốn là được hà Để đó ba tính Nhưng mà thiệt tình á Con không có muốn làm việc theo ý của ba đâu Con muốn phát triển sự nghiệp Bằng chính năng lực của mình đó ba Con hay quá hen Chưa ra đời chưa biết đá vàng đâu Tự thân vận động á Con nhắm tồn tại nổi không Con biết chứ ba con sẽ phải đối mặt với nhiều thứ. Có chút khó khăn này á, con không vượt qua thì thành công gì nổi đi ba. Giỏi quá ha. Để dành năng lượng đó sau này làm việc đi con. Còn cái chuyện tìm việc cho con á là chuyện của ba, không có được xía vào. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Nấu cơm xong chưa? Ba đói quá rồi đây nè. Giờ này á, ba còn chưa ăn cơm nữa hả? Để con dọn cơm cho ba nghe. Thằng Quân nó giữ ba lại ăn cơm, mà ba tức cành không ăn gì nói. anh tám ơi anh tám anh tám về chưa anh tám ờ à, tôi đây nè chị hai ơi sao rồi có kết quả không anh không chị ơi nó nói không có làm được chuyện đó muốn á thì phải thi tuyển mà ngành nghề của con nhung á lại không có phù hợp với cơ quan của thằng quân phải dự tuyển bên cơ quan khác chàng ơi phức tạp vậy làm sao thì đó nhưng dù sao tôi cũng cố gắng nghĩ cách. Thằng quân nó không giúp á, thì tôi tìm người khác. Đâu phải dòng họ tôi chỉ có mình nó làm quan chứ. Tôi cũng đang xin cho thằng Minh con tôi. Anh có muốn gửi con Nhung không? À, mà chị nhờ ai vậy? Thì có thằng cháu. Vợ nó là con của người chị. Bạn gì ruột với bà xui tôi. Ôi trời, gần dữ vậy hả chị hai? Gần chứ sao không anh? Thấy vậy á, chứ thân quen lắm mà. Trời đất ơi! ta nói bắn đại bác nói đùi mà không biết tới chưa nữa đó nghen chị anh sao mà này nha tôi quan hệ nhưng có kèm tiền tệ mới trôi chảy được chứ nói miệng không ăn thua gì đâu anh ơi vậy là phải kèm theo tiền đúng chứ không lẽ nói miệng là được hay sao đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn vậy cỡ uh, 5 triệu chắc là đủ rồi anh tám người ta nhậu rượu tây với mấy món đặc sản anh nghĩ coi 5 triệu đủ không hen làm như là nhậu với khế chú chát vậy vậy chứ chừng bao nhiêu hả chị mười lần cái 5 triệu của anh đó cái gì ở, ở đâu ra mà, mà, mà tiền dữ vậy chị hai anh không lo thì thôi ai ép anh đâu cái này á là tự nguyện kia mà nhưng mà tới năm chục triệu lận nhiều lắm nghe chị trời nhiều người còn phải chi cả đống rồi kìa có quen biết nên mới tốn nhiêu đó đó có tiền mà không quen biết Cũng có làm gì được đâu Để tôi nhờ mấy thằng em bà con xa coi sao Bà con gần như chú Quân Anh còn không làm gì được Mong gì mà bà con xa Khỏi mơ đi anh ơi Giờ cái gì cũng tiền Nói miệng Không có kết quả đâu Ba ơi, ba Vô ăn cơm ba ơi Ủa, anh chưa ăn cơm hả ừ, thôi vô ăn cơm đi, tôi về Nếu muốn á thì nói tôi sớm nghe ờ à, à, từ từ để tôi tính ba làm ơn á ba đừng có nghe lời cô hai ba mà làm vậy á con không có chịu đâu coi chừng á ba mất tiền luôn đó cái con nhỏ này con đã chịu ba để ba tìm việc cho con nhưng mà ba đem tiền lo cho người ta thì con không có bằng lòng đâu vậy chứ không lẽ con cứ ở nhà ăn bám ba hoài hay sao hả con á, giờ xin việc ở công ty nào mà không được Công ty nước ngoài lương cao, môi trường tốt nữa. Còn dư sức nuôi ba sống thoải mái, vui vẻ mà ba. Thôi, 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 để ba ăn cơm đi. Đừng có nói nữa, ba xỉu bây giờ à. Ủa, chú Quân, có chuyện gì mà bữa nay à, rồng tới nhà tôm vậy? Anh em lâu ngày gặp nhau á, mà anh cứ nói móc hoài à. Cháu Nhung đi làm chưa anh? Nhưng giờ đâu có dễ xin việc chú. Người thân cũng tự chối, thì sao có việc làm cho được? Tôi đã gọi điện nói chuyện với cháu rồi. Cháu nói có nguyện vọng vô công ty nước ngoài làm việc mà anh không chịu. Nó là con gái, vô đó làm bắp bên, à, bị người ta ức hiếp thì sao? Ít ra có chỗ quen biết cũng đỡ. Giờ làm việc á, người ta coi trọng năng lực chứ ai nói tới quan hệ đâu anh? Thì tại chú không giúp nên nói vậy. Chứ giờ tôi thấy đầy, chỗ nào cũng cần mối quan hệ. Tới nỗi đi khám bệnh mà cũng phải cần quen biết để mà chọn bác sĩ giỏi, khám cho mau nữa. Chú nói coi, không có cần quan hệ là không cần chỗ nào. Em biết là có tình trạng đó, nhưng giờ mình phải thay đổi. Bé Nhung có tài, có năng lực, thì mình nên tạo điều kiện cho cháu được phát huy. Chứ vô chỗ không phù hợp, lại mang tiếng là đi cửa sau tự bản thân sẽ không phát triển được thì tội con nhỏ. Có chú thì ai dám nói gì nó. Chỉ tại chú không muốn giúp thôi. Em nói hết lòng rồi mà anh không chịu hiểu. Em đang giúp cháu nên mới không đồng ý để cháu vô làm chỗ em đó. Làm theo anh là hại cháu đó anh ơi. Chú nói phần chú, chứ mà phần tôi á, tôi thấy chú hại tôi thì có. Không biết nói sao cho anh thông cảm nữa thôi chú không có cần nói tôi hiểu hết rồi người giỏi á, phải đặt đúng chỗ á, thì mới phát huy được tài năng anh phải cho cháu chọn nơi mình làm chứ đừng gì suy nghĩ trước mắt mà anh cho là đúng á, rồi hại cháu tôi là cha nó à, tôi biết cái nào xấu cái nào tốt con gái không có cần giỏi quá hưởng lương hàng tháng làm việc nhàn hạ và có chồng sinh con là được rồi nhưng xã hội này á, Cần những người năng nổ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu thử thách, thì xã hội mới tiến xa được. <laughs> chú nghĩ chú có ăn học, rồi muốn dạy khôn tôi luôn sao? Anh... Anh Tám, anh Tám ơi! Vụ gì vậy chị hai? Ồ, ở, ở, chú Quân! Chị cứ nói đi, không có sao hết trơn á. Chuyện người ta không có lo được, thì có người khác lo. Chị cứ nói thoải mái, kết quả xong rồi phải không? Cái thằng cháu rể của tôi, nó bỏ trốn rồi. Cái gì? chị nói sao 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 bỏ trốn nó ôm một đống tiền không chỉ tôi với anh mà nhiều người nữa rồi nó bỏ trốn mất biệt giờ không tìm thấy đâu hết điện thoại cũng không liên lạc được luôn trời 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 chị nói giỡn hay nói chơi gì chị hai tôi cũng bị mà giỡn chơi gì anh tiêu rồi anh tám ơi cả mùa lúa đi tôi rồi mọi người bị ai lừa họ kêu đưa tiền xin việc rồi vong luôn phải không ừ thằng tân nghe đâu á nó làm chỗ chú quân á nó nói nó có thể giúp sinh việc cho tụi nhỏ nên tụi tôi mỗi người đưa cho nó năm chục triệu trời đất ơi mọi người đưa mà không chịu tìm hiểu gì hết trơn vậy thằng tân nó đã bị cho thô việc cả năm nay rồi trời đất cái gì vậy chị hai? quen biết của chị là vậy đó hả ai biết đâu tôi cũng nghe người ta chỉ vậy thôi rồi không lẽ uh, mất luôn à, anh Tám? Chứ lấy lại đường nào, tiền mất tức mang nè trời. Tôi phải đi tìm tới gia đình nó, đòi lại cho bằng được. Đâu để mất quan mạng vậy chứ. Trước tiên là anh chị tự trách mình đi. Chuyện vậy cũng làm được. Chuyện kiếm việc làm phải để con cái nó tự chọn. Cái gì cũng tự mình quyết định nên mới xảy ra chuyện này nè. Em nói mà anh đâu chịu nghe. Giờ anh sáng mắt chưa? sáng cái gì nữa nó chả là luôn rồi đây nè trời ơi năm chục triệu đồng của tôi quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh chạy việc làm của tác giả thúy hằng chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long đến đây xin tạm dừng của thanh tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt